Giờ tao hỏi tụi bay à, tại sao tụi bay đi học mà đem hình tao vô lớp làm gì? Có phải tụi bay muốn khoe nhan sắc của bay, ba bay với cô giáo phải không? Tao quánh chết cha mày, cho mày ói hả mày? Đâu cần ói, tao tự soi gương, tao tự ói mình cũng được mà. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ thưa ba, con đem hình ba vô lớp là bởi vì cô giáo muốn biết mặt cái thằng ngu rồi chỉ bài cho con. Mày ngu, mày nói tên được rồi mày đưa cái hình tao ra làm chi? Hả? Rồi mai mốt tao đi chợ tao gặp bảo tao lấy cái gì tao đổi. Còn mày? Dạ. Đem hình tao vô lớp làm gì? Dạ ba cho phép con mới dám nói. Nói đi. Dạ. Dạ giờ tập làm văn cô kêu con tả con vật nào mà con yêu thích nhất. Sao mày lấy hình tao tả con vậy? Dạ con khỉ. Bất dạy cha nó mà tả con khỉ à? Anh hai, anh nói anh như người vậy, ba là người sanh cho mình à, ba là người nuôi nấng mình à, anh nghĩ sao nói tướng ba với con khỉ à? Đó thấy không, thằng em mày mà nó còn nhận xét hay hơn mày. Ba không giống con khỉ. Đi giống con gì? Ba giống người ơi.